Nhiều khi ngồi nghĩ thì mình cũng không biết là theo cái nghề này là nó vì đam mê hay là nó vì tiền. Vào những cái ngày mưa gió này thì khá là quan ngại. Hôm nay sẽ không phải là một cái video cải tạo mà nó sẽ là một video setup văn phòng làm việc ở cái khu chung cư cho khách. Thì mặt bằng mình nhận được nó là một cái phòng nhỏ dành cho sếp và một cái phòng lớn như này dành cho nhân viên. Công việc lần này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, quan trọng là cái bố trí văn phòng làm sao cho nó hợp lý được công năng cũng như là không gian làm việc nó thoải mái. Sau khi mà setup xong điều hòa này, wifi mạng này thì mình sẽ chuyển đồ nội thất vào để lắp ráp. Một cái lưu ý đó là khi mà anh em vận chuyển đồ đạc vào chung cư thì anh em sẽ cần phải xin phép ban quản lý trước khi mà mình tiến hành gọi là vận chuyển đồ đạc, đăng ký thang máy các thứ. Thì tùy nơi bảo vệ nó sẽ có nơi bảo vệ dễ, có nơi bảo vệ khó. Sau đó thì mình sẽ vận chuyển thêm cây xanh vào để cho không gian nó thoáng và cảm giác làm việc nó sẽ thoải mái hơn, nó làm không gian nó tươi hơn. Thì những cái loại cây mình chọn thì hầu hết là những loại cây mà nó dễ chăm, bởi vì là công ty nhiều khi anh em nhân viên cũng không chịu khó tưới nước cây, những phân lắm. Và cuối cùng là mình sẽ thêm một ít tranh động lực này, đấy, logo các thứ này, làm đèn chiếu vào logo để cho nó có cái điểm nhấn. Ok, và các bạn sẽ cùng xem lại sau khi mà mình làm thì văn phòng nó sẽ như nào nhé. Thì nó cũng sẽ khá là cơ bản thôi. Và mình là Dậu Đề Co, chuyên thiết kế thi công và cải tạo văn phòng. Thank you anh em.